Em có 100k, bán cho em 10k chân gà với. Hiện tại chân gà nhà anh mua 10 tặng 1, giá chỉ 80k thôi em ạ. À, em đưa tiền đấy cho anh. Tiền đi anh. Đây em nhá, chân gà của em đây này. Chúc em ăn ngon miệng nghe chưa? Cảm ơn anh nhá, bây giờ em đi về đây anh. Tưng tưng. Thôi, tao ra ngoài chiều đi. Mày 5 cây, tao 6 cây, được chưa? Tiền của tao mà không ăn thôi, cút đi. Mày nhớ mày tao đó. Chân gà cho 5 cây mà đéo ăn. Đúng thằng ngu. Ngon. Chân gà nó chưa ngon thế này mà thằng bẩn. Tiêu mất đi chứ. Anh ơi, bán cho em 10 cây chân gà nó trương với. Ơ, sao hôm nay em đi có mình? Bạn em đâu? Anh đừng có nhắc đến nó nữa, em bắt đầu lắm rồi đấy anh ơi. Thôi, anh bán cho em chân gà đi, em đi về với. Mày làm gì mà nhiều tiền thế? Anh đừng có hỏi nhiều đi, chân gà đi cho em. Chân gà của em này, mua 10 tặng 1 nhá. Anh cảm ơn em, còn tiền thừa này. Em cảm ơn anh, em đi về anh. Nhớ ủng hộ anh nghe chưa? Dạ anh. Chân gà nó chưa ngon thế này mà thằng bẩn. Tiêu mất đi chứ. Ngon. Ngon. Anh ơi, còn bao nhiêu chân gà, bán hết cho em. Nhà anh còn có 10 cái chân gà thôi em này. Em mua thì anh để lại cho. Tiền đây anh. Chân gà của em đây. Sao nhiều tiền đấy em? Của anh 10 cái có 80k thôi, còn tiền thừa này. Tặng cho em một cua chiên mắm hành nhá. Em cảm ơn. Quá là tuyệt vời, ăn luôn, bán vào đồ ngon. Ủa bạn thân. Người bạn tốt. Nhớ cho mình miếng không? Không. Bạn quên mình là bạn tốt của nhau à. Trước bạn có chân gà, bạn có cho mình ăn cùng đâu. Tiền của tao mà không ăn thôi, cút đi. Mày nhớ mày tao đó. Trước là trước, bây giờ bạn có chân gà, mình vẫn là bạn. Bạn tha lỗi cho mình đi. Mình đã lỗi cho bạn đó. Nhớ, bữa sau có đồ ăn, chia cho mình với. Ok bạn luôn. Ngon quá. Cảm ơn bạn nhé.